Chào cô chú anh chị nha. Thì đây em giới thiệu cho cô chú anh chị một cái máy tuyệt vời. Đã rất là lâu rồi em cũng về lâu nhưng mà không có một con 023C đẹp như thế này nha cô chú anh chị. Máy này thì em bao hơi lửa nha cô chú anh chị. Máy này thì khỏi bàn về hơi lửa đủ đồ nha. Đầu tiên bao hơi lửa đủ đồ. Về máy móc thì máy bãi nguyên bản về mới về nha cô chú chị, chứ mà chưa có dọn hay là gì cả. Dọn mấy con này, quỷ này thì rất quá dễ luôn, nhiều khi đi về đổ xăng chắc nó nổ luôn rồi. Nắp đồ là ít tin hết à, đó cái chụp giật của mọi người nó insemini mà nó căng tin này. Này là chưa có với lau chùi hết nha cô chú chị nha. Này máy Nhật nó viết chữ nha, viết bằng bút lông 023C 40.2cc nè, nặng 4,6 kg là cái đầu máy. Đó. 023C là nó sẽ có xả áp nha cô chú chị, để cho mình giật nhẹ. 023 thì nó sẽ không có xả áp, nó cũng sẽ có một loại 023 chụp giật nó sẽ trợ lực, có loại 023 nó chụp giật là thường luôn, khó xích rồi còn thắng bình thường nha. Nè cái mặt tiền ở đây. Cái này là bùn cưa chưa vệ sinh nha cô chú anh chị nha. Đó. Thì cái này á là cái tem Made in Germany ở trước nó cũng còn nguyên luôn, nguyên xi luôn. Ngâm rồng nè. Đó. Về bù bù đăng tin ở bộ lâm xích Made in Germany ha, làm zin của nó đi bãi về như vậy luôn nha, xích cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị, nó dày ghê lắm mà bén nữa chứ không phải dày, này nổ cắt luôn quá. Làm nhông hết nha, tại vì máy này thường máy tầm trung mà loại vừa vừa nên là thường nó dùng mà làm nhông hết, làm zin của nó nha. Xích này là xích ít tin luôn nha cô chú anh chị, tất cả full ít tin hết. À, cái offline rồi cô chú anh chị ha. Plan mà như thế này thì đều hiểu của chú anh chị, cái lốc máy đẹp, lốc máy này vệ sinh ra đẹp lắm. Nói chung con này là hàng giống như xả nước của chú. Cái chuông của nó khi mà mọi người kìa, nhìn kìa, mọi người mở xích ra nó giống như nó chỉ lắp vô nó test thử, cắt thử vài lần như của chú anh chị nha. Tại vì cái chuông của nó chuông zin nhưng mà nó không có ăn vào, không gần như là không có dấu ăn vào luôn á, chỉ có cái dấu lắp xích chắc một hai lần. Đế rất là trắng luôn. Rồi con này gọi là siêu phẩm, lâu lâu hiếm có, khó tìm. Này 3,5 triệu nha. Em bao ship cho. Máy là chưa dọn, bao hơi lửa đủ đồ nha. Cách thức mua bán thì em cũng nhắc lại luôn là bên em không có thu hộ hoặc là ship COD gì á, nên là tất cả các khách hàng đều thanh toán đủ bên em mới gửi hàng nha, chứ không phải cọc gì đâu, thanh toán đủ bên em mới gửi hàng. Cô chú anh chị nào quan tâm thì lâu lâu mới có một con.